Và sau đây một tiếng hát lần đầu tiên đến từ Việt Nam và lần đầu tiên anh đã tham gia và được bảo trợ bởi công ty 3M. Xin tất cả quý vị hãy hướng về sân khấu. Số giờ là cho Bùi Anh Tuấn. Đầu tiên cho phép Bùi Anh Tuấn gửi lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến tất cả quý vị đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Có lẽ là trước khi mà Bùi Tuấn được chia sẻ một vài điều gì đó thì chắc là cho phép Bùi Tuấn được bắt đầu bài hát đầu tiên của mình, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, bài hát Nơi Tình Yêu. Bắt đầu xin mời tất cả mọi người cùng nghe ạ. Thật ra thì
em rất là may mắn khi mà hôm nay đây là lần đầu tiên mà em được qua người Mỹ, được đến người Mỹ và được hát tặng tất cả quý vị. Nhờ chị Michelle cũng như là công ty 3M đã cho em được cơ hội được đứng ở trên này và được hát tặng tất cả quý vị. Thực ra thì bản thân em khi mà đứng ở trên này thì lần đầu tiên đối với em thì rất là nhiều áp lực và rất là hồi hộp. Không biết là sẽ thế nào, nhưng mà hy vọng là tất cả mọi người có thể tiếp thêm cho em sức mạnh ở trong buổi tối ngày hôm nay để em có thể hát tốt hơn được không ạ? Dạ, em cảm ơn quý vị rất nhiều. Sẽ là một bài hát cũng đã rất quen thuộc qua giọng ca của Nam Jika Bằng Kiều. Bài hát mang tên Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Xin mời tất cả quý vị lắng nghe ạ. Sẽ
ghi lại biết bao điều để nhớ. Buồn mình trong nỗi nhớ, cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ đâu sẽ về. Từ lên đây sống nữa, và phải đã về để lại bao. Tìm lại bao hối tiếc, ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Anh cảm ơn mình rất nhiều. Có lẽ là hai bài hát Povarat đầu tiên bởi mùa mang, bởi vì thực ra thì bản thân em vẫn luôn luôn là một người mà từ trước đến giờ sở trường của em là hát Povarat, nhưng mà có lẽ là hôm nay để cho không khí sôi động hơn một chút, em sẽ tiếp tục với một vài bài hát với những điệu techno. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Lời Yêu Thương ạ. Cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa, là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng bài. Lần đầu gặp em trên phố, em mặc cho em ngờ đang cơn mưa, chỉ một lần nhìn vào mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa, là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng qua. Thật ra thì
bản thân em thì lúc mà trước khi mà em lên sân khấu để biểu diễn thì từ những giờ ngồi ở trong thì em cảm thấy vô cùng hồi hộp. Có lẽ là tất cả mọi người trong đều biết, bởi vì bản thân em thì em không biết là liệu em ra sân khấu thì em có thể hâm nóng được, hoặc là có thể mời được quý vị lên đây để nhảy cùng với mình hay không. Nhưng mà cảm ơn quý vị rất nhiều đã đến đây cùng với em và đã lên đây cùng với em trong bài hát vừa rồi. Em cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Tiếp theo đây sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn, bài hát mang tên Trái Tim Bên Lề. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ.
tình em đã chót cho ai rồi. Tình yêu sao kia cho em đã bao ngày tạm lại mà có nơi đây không thấy lâu đây. Và tình em chưa nhiều đã cay mà tim anh. Chào hẹn gặp lại quý vị vào phần 2 của chương trình. Có lẽ lúc đấy thì tất cả mọi người sẽ còn vui hơn là quậy hơn nữa. Em chào hẹn gặp lại quý vị vào phần 2 ạ. Lúc đấy anh Tuấn mặt rồi à?